Eva nổi giận tập 52. Như lời mời của Căng Sun qua điện thoại, Hưng Minh đã đến và mang ba đóa hoa đến. Hưng Minh tặng mỗi người mỗi bông, Căng Sun hết sức khen ngợi, nhưng Trân Mi thì nhận ra Hưng Minh ngay. Hưng Minh là người yêu của em gái mình. Vừa gặp mặt một trước, thì ra, cả hai người là một. Trân Mi phật lòng nhưng cô biết cái gì sai và trái. Chỉ tiếc rằng Hưng Minh không yêu em gái cô, mà là người yêu của Chin Chơn từ lâu rồi. Ly Sơn Hô vì muốn mẹ mình có đứa cháu để bồng nên anh ta cố gắng uống hết 3 bịch thuốc bổ. Anh ta cảm thấy rất khỏe mạnh, chuẩn bị đi ngủ với vợ thì sự cố bất ngờ xảy ra. Anh ta đau bụng nên không làm được gì. In Hun tìm không ra việc làm thì về nhà uống rượu và mắng trách Su Chơn vì Su Chơn đeo đuổi anh ta mà giờ anh ta lại như thế này. Ông bạn già bà Bông Sun hôm nay đến tiệm và dắt bà ấy đi. Ông tỏ ra là một gã cao bồi, ăn chơi. Ông ta chở bà Bông Sun đi trên chiếc xe mô tô thời trang, làm Bông Sun hết sức hưng phấn. Đến trên cái cầu, ông ta bày ra màn tỏ tình lãng mạn thì bị bà Bông xô té. Tức giận ông ta bỏ đi, để lại bà Bông. Nhưng một hồi sau ông quay lại chở bà Bông về. Về đến gần khu nhà thì bị Ly Sơn Hô phát hiện ra. Anh ta hốt hoảng chạy vào thông báo cho mọi người biết. Ly Sơn Hô không ngờ mẹ mình lại đi quen đàn ông. Anh ta ác cảm vì điều này. Trân Mi biết chuyện về Hưng Minh và Chin Chơn liền đến nói chuyện với em gái. Nhưng Ưng Chơn đã nói hết sự thật cho Trân Mi biết, rằng cô yêu Hưng Minh đơn phương. Trân Mi bảo em gái mình là đứa dại dột và khuyên Ưng Chơn nên rời xa Hưng Minh, cả hai sẽ không có kết quả tốt được. Hưng Minh đến gặp hai chị em Trân Mi rồi mời đi ăn, anh ta rủ cả Chin Chơn cùng đi. Đến đó, có ba mặt một lời, anh ta thừa nhận là yêu Chin Chơn. Chin Chơn là mối tình đầu của anh ta, và anh ta chưa bao giờ yêu Ưng Chơn. Ưng Chơn nghe vậy liền chạy đi. Sau đó Trân Mi và Chin Chơn cũng đuổi theo. Hưng Minh ra ngoài tìm thì không thấy, chỉ thấy Chin Chơn bên ngoài. Anh ta tỏ tình với Chin Chơn một lần nữa rằng anh ta rất yêu Chin Chơn, rồi chụp Chin Chơn lại và hôn. Trân Mi đi ngang qua đó thì nhìn thấy. Lúc này Trân Mi đã hiểu toàn bộ mọi chuyện và xem đó là chuyện bình thường, chỉ tội nghiệp cho em gái của mình. Ki Chơn nghe lời ông Ki Te bày kế sách liền mời Căng Sun ăn tối với một bó hoa thật lãng mạn để kỷ niệm ngày cưới. Nhưng Căng Sun lại không thích, ly hôn rồi mà còn tổ chức kỷ niệm ngày cưới thì quả là vô duyên. Sau đó bỏ đi, Ki Chơn đuổi theo và rủ Căng Sun vào ăn mì ở tiệm mà ngày đầu hai người rủ nhau vào đây ăn. Kỷ niệm ào về, làm Căng Sun cảm thấy như đang sống lại những ngày xưa. Căng Sun hứa sẽ đi thăm mộ bố mẹ của Ki Chơn và cho phép anh ghé nhà thăm. Hưng Minh hẹn Hana sau buổi học cùng đi ăn tối, nhưng In Hun đến trước cô không biết xử sao, đành đi ăn cùng hai người, một là bố thật một là bố nuôi. Sau khi ăn xong cả hai có đôi lời xích mích liền ra nhà vệ sinh để giải quyết. In Hun đấm vào mặt của Hưng Minh, chảy máu. Hana thấy được, nhưng thông tin về bố thật của Hana vẫn chưa bị bại lộ. Trong tập trước, Eva nổi giận tập 51. Sau cái hôn bất ngờ của Sác, Ô Trân Mi phải nhận hậu quả phàn nàn của chồng. Nhưng cô rất thích điều đó, vì cử chỉ của Sơn Hô lúc này có vẻ rất đáng với đấng mày râu. In Chu lại xin nghỉ việc vì không chịu nổi cái hôn của Sác dành cho Trân Mi. Nhưng do Trân Mi giải thích về bí mật đó, nên In Chu vui vẻ trở lại và muốn thôi xin nghỉ việc. Ô Trân Mi hứa sẽ vun đắp cho In Chu và Sác. Ông bạn kỳ lạ xin sung yêu sau khi trao đổi hóa đơn đền bù thiệt hại. Ông bỏ ra 130 đô, nhưng bắt bà Bông Sun trả lại ông 8 sen. Bà Bông Sun nhìn thấy tiền, tính lấy, nhưng không có 8 sen để trả lại, nên đi tìm khắp nơi, tìm hết chỗ này qua cửa hàng khác, nhưng chỉ tìm thấy 10 sen. Liệu ông xin sung yêu có chịu chấp nhận lấy 10 sen hay không? Nếu không thì 130 đô của bà Bông Sun coi như đi toi. Ưng Chơn đến văn phòng của Hưng Minh thì được Hưng Minh mời đi ăn. Đến đây cô có vẻ rất buồn. Tại sao Hưng Minh từ chối mình mà lại mời mình đi ăn? Đây có phải là sự xúc phạm hay sự thương xót của Hưng Minh dành cho cô? Rồi cô mở miệng nói cô yêu Hưng Minh, nhưng Hưng Minh thì không. Anh ta nói cô đừng yêu tôi, chúng ta chỉ là bạn bè thôi. Làm Ưng Chơn thất vọng tràn trề. Sau bữa cơm, Trân Mi rủ cô đi uống trà có cả Hưng Minh. Trân Minh hết lời khen ngợi cặp đôi này và tỏ ra rất thích thú, nên Hưng Minh cảm thấy ngượng ngùng rồi đi trước. Bà Bông Sun hết lần này đến lần khác bị ông già kỳ quặc kia gọi điện làm phiền vì còn thiếu 8 sen.
Cân Sun suy nghĩ về những lời Ki Chơn nói hôm trước, là anh ta cảm thấy hối tiếc và sống thiếu thốn khi bỏ một người vợ như Cân Sun. Cân Sun cảm thấy xúc động rồi bảo Gông Chu thường xuyên qua thăm Ki Chơn, vì mặc dù bố mẹ cô đã ly hôn, nhưng Gông Chu mãi vẫn là con của anh ta. Chin Chơn mua về một đống sách vở và bảo Cân Sun nên học để lấy bằng trung học, để đỡ phải cảm thấy khó chịu khi nghe là người thất học. Cân Sun bảo cô ta không muốn học nữa vì đã quá tuổi rồi, nhưng xem ra cô ta cũng muốn cố gắng phấn đấu để có bằng trung học. Sau khi nghe cô bán hàng cho mình khuyên bảo, thì Cân Sun tỏ ra có động lực vì tuổi cô đang còn trẻ. Đúng lúc đó, Ki Chơn mang qua cho Cân Sun một ít bánh mì, vì anh biết Cân Sun thích ăn bánh mì nhất, và Cân Sun cũng mang trả cho Ki Chơn cuốn sổ bí mật, cô không muốn giữ lại nó nữa. Thấy cảm động về điều này, Ki Chơn rủ Cân Sun đi thăm mộ bố mẹ mình, vì đã lâu không đi, cỏ mọc tùm. Nhưng Cân Sun không đồng ý, vì cả hai đã ly hôn, nếu muốn thì Ki Chơn có thể mang Gông Chu cùng đi. Bà Bông Sun cảm thấy khó chịu khi ông bạn già mang qua một đống trang sức, mà chỉ cho bà Hông, không thèm đếm xỉa gì đến bà. Bị bế tắc trong việc đi xin việc làm, Su Chơn phải đến nhờ bà Cân Sun nói hộ với Chin Chơn một câu, nhưng Cân Sun không đồng ý làm việc đó. Nhờ bà không được Su Chơn đến gặp Chin Chơn để nói chuyện. Cô muốn Su Chơn xác nhận những điều về In Hun là giả dối, là việc không đúng sự thật, để In Hun có thể rửa bỏ tội lỗi của mình mà đi xin việc. Nhờ bà, van xin thiết tha không được, Su Chơn lật mặt chuyển sang đe dọa, cô đe dọa sẽ tố cáo Hưng Minh vì đã đánh In Hun, nhưng Chin Chơn thì mặc kệ, nó không liên quan gì đến cô, với lại Hưng Minh đủ sức để giải quyết vấn đề đó ổn thỏa. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn đón xem tập sau sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh Eva nổi giận tập 50. Hôm nay đi chợ, bà Bông Sun gặp phải một người đàn ông lạ. Sau khi đụng bà Bông Sun ngã, ông này còn gọi bà là bà ngoại, làm bà Bông Sun tức giận, đánh ông ta. Rồi cả hai kêu nhau ra trạm an ninh để giải quyết. Trong khi tất cả mọi người đang ở nhà Sơn Hô để tổ chức sinh nhật cho anh ta, có cả Ưng Chơn. Rồi họ kéo nhau ra chỗ mẹ để giải quyết. Ưng Chơn là luật sư nên cô ta sẽ giải quyết sự cố này. Bà Bông Sun phải trả tiền viện phí cho ông kia vì cái cào rách mặt, còn ông kia phải đền tiền cho Bông Sun vì bà bị hỏng điện thoại. Cuộc dàn xếp tỏ ra êm xuôi, rồi hai người này sẽ xảy ra chuyện gì nữa đằng sau cú va chạm đáng nhớ đó? Ưng Chơn về nhà nói chuyện với Trân Mi. Trân Mi tò mò hỏi Hưng Minh là ai, sao Hưng Minh lại cho Chin Chơn tiền để mua nhà mới. Ưng Chơn cảm thấy buồn vì điều này, nhưng cô không muốn kể thêm gì cho chị mình biết. Hôm sau, Ưng Chơn mang vài thứ đến cho Hưng Minh ăn, rồi đề cập tới mối tình đầu của Hưng Minh. Ưng Chơn muốn biết anh ta có còn yêu thương mối tình đầu của mình hay không. Cô muốn biết để không chờ đợi Hưng Minh nữa, nhưng trái tim cô sẽ không làm được điều đó. Mặc dầu cô đã biết hết toàn bộ sự việc, kể cả Chin Chơn là mối tình đầu mà anh ta thường nhắc đến. Trân Mi giả vờ là món quà sinh nhật cho Sơn Hô, nên mang thuốc mà mẹ mua cho mình lén giấu cho Sơn Hô uống. Nếu bà biết Trân Mi không uống, chắc chắn là bà sẽ nổi cơn tam bành, vì thuốc này là thuốc bổ cho Trân Mi để bà sớm có cháu bé. Bà Hông sáng nay gọi điện gặp Su Chơn vì bà muốn đưa cho Su Chơn một ít thuốc bổ, vì trông Su Chơn dạo này ốm yếu quá. Ra khỏi nhà tuy đã giấu giếm, nhưng bà không lọt khỏi cặp mắt tò mò của Cân Sun. Trong lúc thông báo với Su Chơn rằng Chin Chơn sẽ dọn đến khu nhà dành cho nhân viên công ty và đề nghị Su Chơn đến ở chung với bà, thì Cân Sun đã có mặt. Cô mắng chửi Su Chơn một cách thậm tệ và phủ nhận mối quan hệ giữa cô và Su Chơn, nên Su Chơn bỏ đi, nếu ở lại chút nữa chắc sẽ xảy ra một trận ẩu đả. Ông già kia là khách quen thuộc của Ki Chơn, sau khi tư vấn thì ông được người giúp việc của Ki Chơn đưa sang tiệm bà Bông Sun để massage. Ai ngờ trái đất lại bé tẹo như vậy, vừa mới cãi nhau qua điện thoại xong, giờ hai người đã đối diện nhau. Bà Bông Sun không đồng ý massage cho anh ta, nhưng bà Hông thì nhanh tay kéo ông ta lên giường massage. Vì tính tình của bà Hông dễ chịu, nên ông ta tỏ ra quan tâm tới bà Hông. In Hun lại một ngày nữa đi xin việc làm, nhưng rõ anh ta đã quá nổi tiếng rồi nên không có trường nào chấp nhận anh ta. Thật là trớ trêu, nổi tiếng cũng là một tai hại nghiêm trọng. Khi gặp sự cố, khó có thể ngóc đầu lên được. Biết được sự việc, không công ty nào chấp nhận, nên In Hun tỏ ta điên cuồng. Anh ta sẽ làm gì để kiếm sống? Một người là thất nghiệp, một người là sinh viên,
chưa làm ra tiền mà lại sống chung với nhau. Hưng Minh đến thăm phòng của Chin Chơn trong lúc mọi người đang làm việc. Mọi người tỏ ra rất hãnh diện vì giám đốc đến thăm thường xuyên, và họ cũng dần biết rằng nguyên nhân dẫn đến việc làm này của giám đốc không ai khác là Chin Chơn. Cô giúp việc của Ki Chơn tỏ ra rất dịu dàng và nhẹ nhàng hơn Cân Sun, luôn ân cần chăm sóc Ki Chơn, làm anh ta xúc động. Cô mang đến những bộ áo quần cho Ki Chơn khi vừa được nhận lương, rồi cảm ơn Ki Chơn rối rít. Liệu khi hai người này ở chung với nhau thì sẽ có hiện tượng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay không? Trước đây Cân Sun chỉ nghĩ rằng cuộc đời của mình chỉ có Ki Chơn, nhưng sau khi ly hôn, cô đi nhiều, biết nhiều nên cô đã thay đổi. Cô muốn có một người đàn ông khác. Khi nghe Trân Mi nói mẹ chồng cô ấy sẽ giới thiệu cho cô một người đàn ông, cô cảm thấy rất thích thú và muốn đến ngày gặp mặt ngay. Là một người thông minh, do biết mình không thể nào thay đổi được Hưng Minh, nên Ưng Chơn gặp Chin Chơn để quyết tâm thay đổi trái tim Hưng Minh từ phía Chin Chơn. Cân Sun chuẩn bị thật đẹp để đi hẹn hò với bạn trai mới. Đến nơi cô không ngờ cũng gặp Ki Chơn cũng đang đi hẹn hò với cô gái khác. Bốn tay gặp nhau nhưng hai vợ chồng họ cũng không quên được đối phương rồi làm rối lên tất cả. Buổi hẹn hò xem như thất bại hoàn toàn. Xác trong lúc say rượu, hưng phấn quá, anh ta ôm Trân Mi lên rồi hôn một cái vào má trước mặt Ly Sơn Hô. Sơn Hô tức điên lên và cho xác một cái đá, rồi đạp anh ta ngã xuống đất. In Hun buồn chán, ngồi uống rượu một mình. Su Chơn muốn ra ngoài uống rượu cùng bạn nhưng anh ta tỏ ra khó chịu rồi gạt tất cả các thứ trên bàn xuống đất. Sau đó anh ta xuống đường và gặp Chin Chơn đi làm về. Mạt sát Chin Chơn rồi giằng co với Chin Chơn. Hưng Minh đang ở gần đó và đến kịp thời can ngăn để Chin Chơn đi. Sau đó Hưng Minh cho In Hun một cái đấm vì anh ta say mà lại ăn nói sằng bậy. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn đón xem tập sau sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn.